Xin chào mọi người, đây chính là cái thời điểm mà em lựa để đăng cái video cho cái không gian nó được yên tĩnh để chúng ta là có thể là kiểm tra lại cái độ bền của cái vòng bi bạc đạn 608 NSK Indonesia mà em đã thay lên cái con quạt Senco TD105. Đây là cái dòng model quạt đảo trần nha. Thì cái phương án của em á, đang đi á, là em sẽ sử dụng cái vòng bi bạc đạn trước và phía sau là em vẫn đi lại cái bạc thao. Thì bây giờ đó, video này em nối tiếp cái video ở bài số 8, thì mọi người cùng nghe thử cái âm thanh của cái vòng bi 608 này nó có ồn hay không nha. Như nó có ồn như là những cái lời đồn đoán của những cái bậc tiền bối, những người thợ đi trước hay không nha. Thì bây giờ là em sẽ bật lên, mọi người để ý cái cốt nè, nó sẽ xoay ha. Ở đây chính là cái vòng bi bạc đạn 608. Phía sau vẫn là sử dụng bạc thao. Rồi, bây giờ em sẽ cấp nguồn. Mọi người cùng nghe âm thanh nha. Em lựa ở cái mức thời gian là 12:30 giữa khuya thì xung quanh rất là yên tĩnh. Mọi người cùng nghe để thẩm âm cái độ ồn của cái vòng bi bạc đạn 608 NSK. Cái vòng bi này mọi người có thể mua ở trong cái phần mô tả video đó. Em có để link bán hàng. Mọi người kích vào và đặt hàng sẽ có shipper giao đến tận nhà. Em nghe thì nó khá là êm rồi đó. Nó vẫn có những cái tiếng lào xào nhẹ của cái những cái viên bi á, nó di chuyển ở bên trong cái vòng bi bạc đạn của chúng ta. Căn bản là nó rất là êm rồi, tại vì em cân chỉnh cái độ đồng tâm bằng thủ công hết mức có thể. Và mọi người để ý nè, cái đà xoay của nó rất là tốt nha. Mọi người để ý cái trục quạt giúp em nha. Bây giờ em sẽ cắt cái nguồn nè. Đó, nó xoay khoảng độ vài giây nó mới dừng hẳn. Đối với bạc thao thì nó sẽ không có cái trớn nó xoay tít như vậy đâu. Khi mà thay cái bạc đạn vào thì nó cải thiện hiệu quả rõ rệt luôn. Bây giờ em mở nguồn lại nha. Rất êm nha mọi người. Nếu mà chúng ta là sử dụng được những cái vòng bi mà chúng ta tháo được từ những cái thiết bị cầm tay Nhật Bản đó thì cái chất lượng nó còn hơn như thế này nữa. Ở đây là em đang dùng những cái vòng bi là vòng bi mới. Được xuất xứ từ Indonesia nha. Kích cỡ vòng bi là 608 NSK. Trên cái link đó có rất nhiều loại vòng bi, mọi người lựa chọn nha. Em thì em hay dùng của cái NSK Indonesia. Rất êm. Trong quá trình mà chúng ta lắp cái vòng bi này thì chúng ta cân chỉnh cho nó đồng tâm là cái việc tiên quyết cực kỳ quan trọng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải liên kết được cái cốt với cái vòng bi bằng cái việc tạo nhám cốt. Đó, thì video này chỉ có độ dài là 5 phút để mọi người cùng tham khảo nha. Em tắt. Đó,
Đà xoay rất là lâu nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Nhớ đăng ký kênh em và chia sẻ video đến mọi người cùng biết nha.